bên cạnh đó thì xen mấy một chút là mưa phùn nhỏ. Nhưng không sao cả, hôm nay chúng tôi lại có một chuyến đi ở Mai Châu, bản Lác Mai Châu Hòa Bình. Và tôi sẽ đến đó khám phá và sẽ review các bạn những nơi đẹp nhất, tuyệt vời nhất và những món ăn đặc sản ở nơi đây. Và các bạn ơi, bây giờ hãy chiêm ngưỡng cảnh ở nơi đây nhá. Đèo Đá Trắng chúng ta ơi. Xin chào các bạn, thì bây giờ tôi đang có mặt ở một cái quán ở chân đèo Đá Trắng. Cái quán của cô tên gì cô nhỉ? Phá Linh. Phá Linh à? Đây đây, chúng ta vào đây, chúng ta thấy cô chúng ta có Linh đúng không ạ? Cô đang bóc ngô đấy, để nướng cho đoàn chúng tôi đấy ạ. Đấy. Đấy các bạn ơi, bạn có nhìn thấy đây là những bắp ngô nướng rất là ngon đúng không ạ? Và nếu như chúng ta chỉ cần muốn nóng một chút thôi thì chúng ta có thể cho vào đây, cho vào bếp lửa chúng tôi đấy. Đứng đây hơi mà là rất nóng mà chúng ta thưởng thức luôn trực tiếp được. Ngô ở đây thì rất là ngon, thơm và ngọt. Cơm lam nữa. Và bên cạnh đó thì chúng tôi còn không thể thiếu những đặc sản. Đây, ngô đây chúng ta, cô lấy vừa lấy ở đây ra và bóc đây các bạn ơi. Các bạn có thể nhìn thấy, cô vừa bóc ra đây ạ. Đấy, bóc ngô rất là ngon, bạn nhìn rất là ngon đúng không ạ? Xanh, tươi. Đây, không thể thiếu, đó chính là món cơm lam đặc sản ở nơi đây ạ. Cơm lam này thì được nấu bên trong là gạo nếp. Vậy là nếp nương cô nhỉ, hay nếp gì cô nhỉ? Nếp nương. Nếp nương đúng không ạ, gạo nếp nương được nấu lên rất là ngon. Và tí nữa tôi sẽ review các bạn về món ăn cái này nhá. Rồi, ở đây chúng tôi còn nhiều các loại đặc sản khác như là trứng gà này. Trứng gà đồi. Đây gọi là món trứng gà đặc sản thế này đấy ạ, trứng gà đồi. Rất là nhiều, trong cái này là 50 quả trứng. Giá cũng rất là rẻ thành thôi, giá thành rất là rẻ thôi. Bên cạnh đó thì muốn ăn hoa quả ở đây. Đây chính là hoa quả bưởi. Rất là to đúng không? Mùi rất là thơm. Tí nữa sẽ có video bóc bưởi các bạn nhé. Rồi. Ôi cái lọ này lọ gì cô nhỉ? Đây là mắc khén. À các bạn ạ, đây là lọ mắc khén. Chúng ta có thể dùng thêm vào bột canh chúng ta giấm chấm như là thịt gà. Rất là ngon. Là hạt mắc khén. Đây cái đó không còn hình như. Đây có phải chai mật ong không cô? Phải. Wow, chắc đây là mật ong rừng rồi. Rất là trong đúng không ạ? Mật ong rất là trong. Đây, 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 đây. Đây là một loại đặc trưng. Cũng gọi là một gọi là món là đặc sản tinh thần đi. Đặc sản tinh thần. Đó chính là muối hạt dổi. Muối này thì chấm gia vị thì thôi rồi. Nhất là có loại thịt gà. Mà chấm được hạt dổi này thì chết là tuyệt vời các bạn ơi. Không những chỉ có vậy đây. Đây đúng rồi anh ơi. Hai cái lọ này đó chính là lọ ớt. Gọi là ớt chỉ thiên. Ớt chỉ thiên. Và lọ ớt này mà chúng ta dùng để ăn với mì tôm này. Hoặc ăn phở thì cực kỳ tuyệt vời. Đây là một lọ ớt được ngâm lâu rồi. Còn đây là lọ này lọ mới. Đây khi mới thì nó sẽ có màu tươi như thế này. Và khi ngâm lâu nó sẽ chuyển thành màu sậm hơn. Đó. Đó là trong quê. Không chỉ có vậy thì là chúng ta còn được nhìn thấy một cái lọ này rất là đặc biệt. Đấy. Đấy. Cái món này gọi là món cô ơi, cái này là bình gì cô nhỉ? Hả? Bình gì cô nhỉ? Bình là cái quả mai đây. Quả mai ạ. Ô mai. À ô mai đây ạ. À. Cái quả này là ô mai đúng không? Rượu mơ, rượu mơ. À. Quả mu mai ạ. À. Rượu mơ đấy. À, hóa ra mai mơ đấy. Mai mơ các bạn ạ. À. Mai mơ đấy. Mai mơ. Rượu đấy. Bình rượu đúng không ạ? Rượu đấy. Thơm lắm. Wow, thơm lắm các bạn ạ. À. Mở ra phát thì thấy mùi nó xộc lên mũi luôn, một cảm giác rất là nó không nặng mùi. Nó không sốc hẳn mà nó rất là nhẹ nhàng. Wow. Thơm mùi mơ luôn. Khả năng là tôi ngồi lúc nữa là tôi sẽ say các bạn ạ. Rượu này chắc là sẽ ngon đây nhưng mà chờ dịp khác anh thưởng thức mày nhá. Ờ, còn thịt nướng thịt neo nữa cả. Có bên nào còn có thịt nướng cơ nhỉ? Đây. Đâu ạ? Neo ở chỗ này. Bỏ ra. Đâu cô? Đây à cô? Túi đỏ đây. À đây. Ui, nước. Thôi chúng ta nhìn bên ngoài nhá. Đây.
Đây là nếu như các bạn đến đây thì đến với quán của cô Lịch thì cũng có sẵn sàng thịt buổi sáng là nướng ra sẵn xiên rồi. Xin các bạn thì hiện tại tôi đang ở bản Lác của Mai Châu Hòa Bình và trên tay tôi đang cầm đây chính là cơm lam hay được gọi là cơm theo ống tre đấy các bạn ạ. Thì ngày hôm nay rất là đặc biệt, tôi có một gặp một chị Thanh và xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chị Thanh hướng dẫn về cách làm món cơm lam này nhá. Chị ơi, chị Thanh ơi, thì cái món cơm lam này thì mình làm có khó không chị nhỉ? Mình quen tay thì nó cũng dễ thôi, nhưng tội mà nó cũng hơi mất thời gian, hơi lâu. Vâng, thì em thấy trong này là mình có ống tre này. Ống tre này và bên trong là gạo. Gạo này là gạo gì chị nhỉ? Gạo này là gạo nếp nương. Nếp nương ạ? Ừ, có là cơm lam thì làm hai loại, ống trắng với cả ống tím. Ống tím thì cho thêm nếp cẩm. Nghĩa là ống trắng với ống tím, còn ống tím là có thêm nếp cẩm vào với cả nếp nương. Nhìn như trong này em còn thấy một cái gì? Có cả lạc với cả dừa. Nghĩa là trong cái cơm lam này có cả lạc và dừa đúng không chị? Đúng rồi. Thì cái quy trình mà mình nấu thì nó có lâu chị nhỉ? Có lâu đấy. Tầm bao nhiêu lâu thì phải cơm lam chín? 3 tiếng. Không thì nếu mà mình nấu nhanh quá thì nó lúc mình không để được lâu, không được dẻo. Nghĩa là cơm lam này nấu mà phải đủ 3 tiếng thì cơm mới ngon, mới dẻo được. Mà mình còn để được lâu đúng không ạ? Để được lâu, tại vì ngày xưa là mang đi núi để ăn con. Rồi hết rồi. Thế thì chị cho em hỏi là trong cái đợt dịch vừa rồi thì chị có làm nhiều cơm lam này không? Đợt dịch vừa rồi thì làm ít hơn nhiều, chủ yếu là mình gửi đi cho một số nơi người ta bị cách ly xong rồi xong người ta thích cơm lam mà người ta ăn đúng không ạ? Tại vì để cái cơm lam này để dành được lâu ấy. Em thấy là chị là đang bó thành từng bó thì mỗi bó là bao nhiêu cái gì nhỉ? Mỗi bó đấy là 20 ống. 20 ống thì mình làm và mình nấu xong thì mình sẽ bán bao tiền một bó này chị? Bình thường thì hiện tại đang dịch này thì bán 5-6 nghìn một ống thôi, tùy từng ống to, ống bé. Thế là có nghĩa là một bó này là 20 cái thì vị chi là 120 nghìn các bạn ạ. Và cơm lam ở đây thì rất là nổi tiếng rồi và mong rằng các bạn sẽ đến đây thưởng thức cái món cơm lam này và đến nhà chị Thanh thưởng thức cái món cơm lam do chính đi chị Thanh làm, và đặc biệt hơn là có thể vào bếp cùng với chị Thanh. Cho em hỏi đây là trong giai đoạn gì để làm cơm lam chị nhỉ? Đang rót nước nếp cẩm vào trong ống để nó thành màu tím. Thì có nghĩa là để cho cái cơm lam của mình có được màu tím là mình phải nấu bằng nước nếp cẩm đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì ống này là ống nếp cẩm, trong này có cả hạt nếp cẩm nữa. Vâng. Thì sau cái giai đoạn này thì mình sẽ đến giai đoạn nào chị nhỉ? Đầu mình sẽ đem đi, mình để nó ngâm đi đã. Lúc sau mình sẽ đem đi nướng. Có nghĩa là bây giờ mình cho nước vào đây, mình sẽ ngâm trong đó một khoảng thời gian. Khoảng thời gian đấy tầm bao lâu chị nhỉ? Khoảng 30 phút gì đấy. Nước nó bắt đầu ngấm vào hạt gạo. Tại vì gạo này là cũng vo với cả ngâm sẵn rồi. Thì có nghĩa là gạo là cho vào đây đã là gạo vo và ngâm sẵn rồi. Vậy chúng ta đổ nước nếp cẩm vào đây và chúng ta sẽ ngâm trong khoảng 30 phút để cho nó ngấm vào gạo đúng không ạ? Rồi sau đó chúng ta mang đi nướng đúng không chị? Đúng rồi. Và đó chính là cái quy trình mà cho nước nếp cẩm vào gạo để ngâm. Và hẹn các bạn ở video chúng ta cùng nhau đi nướng các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người, hôm nay mình rất là vui khi tiếp tục được giới thiệu với mọi người trải nghiệm cùng với Amazing Family Travel về một khu nghỉ dưỡng ở Mai Châu rất là tuyệt đẹp giữa khung cảnh thiên nhiên như thế này. Và đây là khu nghỉ dưỡng tên là Ba Khan Village Resort các bạn ạ. Thì xung quanh mình đó là không gian của
30 phòng và được phân bố theo các căn khác nhau. Ở đây là có 5 căn và phía đằng kia là 7 phòng các bạn ạ. Và phía đằng sau mình đó là khu nhà hàng và lễ tân của khu resort. Và phía sau mình đây đó là bể bơi vô cực. Và các bạn có thể thấy là hôm nay mình đến một không gian hơi mua một chút, cho nên là xương răng khắp nơi như thế này. Nhưng thực sự là cũng sương hay là mưa nhỏng một chút thôi cũng có một cái sự thú vị của nó, đúng không ạ? Vâng, đến với Ba Khan hay là gọi là Mai Châu nói chung thì các bạn sẽ được khám phá cái nền văn hóa của dân tộc Thái rất là thú vị ở đây. Đến đây thì các bạn có thể thưởng thức được những ẩm thực rất là ngon các bạn ạ. Ví dụ như là có một số món, ví dụ như là thịt trâu lá lốm này, cơm nương, xôi nương, cơm lam, rồi gà đồi, cá lồng hồ nữa các bạn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày thứ bảy, cuối tuần rất là tươi đẹp. Và hiện tại mình đang ở Ba Khan Village Resort, nằm trên sườn núi của làng Ba Khan các bạn ạ. Và phía sau mình đây đó là bể bơi vô cực tràn núi, rất là xinh. Hôm nay thời tiết mưa một chút thôi nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là vui các bạn ạ. Để mình đã khám phá được một khu nghỉ dưỡng rất là tuyệt vời. Bây giờ các bạn theo chân mình vào phía trong để khám phá thêm một số khu vực của khu nghỉ dưỡng nhé. Phía ở đây đó là khu sảnh lễ tân các bạn ạ. Khách đến đây thì có thể ngồi chờ làm thủ tục này, sau đó thì có thể uống thưởng trà, tách cà phê trong không gian rất là rộng lớn như thế này. Các bạn theo chân mình nhé. Ở dưới đây thì khu nghỉ dưỡng cũng có bày các hàng lưu niệm, váy thổ cẩm, khăn thổ cẩm nữa các bạn ạ, để có thể là bán cho những du khách ở đây. Let's go. Và đây là khu vực sảnh lễ tân để chào đón các khách hàng các bạn nhé. Đó, không gian rất là chill và ấm cúng ạ. Mọi người ơi, xung quanh mình đó là khu nghỉ dưỡng Ba Khan Village Resort. Và ở đây đã bao gồm 30 phòng các bạn ạ. Và ở người ta phân ra ở đây là 5 căn khác nhau. Mỗi một căn là gồm có 4 phòng ngủ và rất là phù hợp cho những nhóm gia đình các bạn ạ. Và một phòng mình có thể kê thêm 2 extra bed nhá, thì có rất là phù hợp cho các bạn trẻ nữa các bạn ạ. Vâng, let's go, mình sẽ tiếp tục khám phá về phần phía dưới đây. Các bạn đi theo mình nhá. Mình đang đứng ở Ba Khan Village Resort và xung quanh mình đây đó là không gian thiên nhiên các bạn ạ. Thiên nhiên, rừng núi, vườn hoa và tất cả mọi khung cảnh xung quanh. Và phía sau mình đây đó là bể bơi vô cực. Và mình thật là may mắn khi tầm này là giờ hoàng hôn các bạn ạ, thì có thể nhìn thấy ở phía xa kia đó là lòng hồ. Và không gian ở những cái núi rất là chập trùng ở về kia các bạn có thấy không ạ? Rất là tuyệt vời luôn ạ. Vâng, hẹn mọi người đến đây với mình. Xin chào.